Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Kinh Nước Đen của nhà văn Nguyễn Thụy Long, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, chương 4. Buổi tối, bà Chính Chiều lại ra quán, ngồi nhậu lai rai cá sông với rượu Vĩnh Sanh Hòa. Bà Chính Chiều ngồi một mình. Khi rượu đã đời, bà ta độc thoại. Bà ta cười gằn, chép miệng, than thở, gật gù. Bà mẹ, cái con nhỏ thiệt ngu, ăn giải gì. Bây giờ nó chạy đàn lang thì làm gì nó. Con già này kinh nghiệm quá mà, hiểu lòng dạ chó của bọn đàn ông quá mà. Mẹ, chẳng thà đi làm điếm còn có tiền. Ái tình là cái gì? Đôi con mang ái tình ra đớp được không? Bà Chính Chiều lại cười gằn. Bà hớp một ngụm rượu, xé miếng cá sông nhét vào miệng, nhai nhớp nhép. Khi bà Chính Chiều uống rượu, bà ta nhớ rất nhiều chuyện. Bà nhớ đến người chồng đã bỏ đi mà bà cho là bạc tình. Nghĩ đến người đàn ông đó, bà Chính Chiều uất ức. Mặt bà sắc lại, hai con mắt long lên, có những tia máu đỏ ở tròng trắng. Mẹ, cứ lấy ngay chuyện thằng cha nó nói hoài không hết à. Ngày nào tao còn trẻ đẹp thì quỳ mọp dưới chân lại. Một đứa con mình tàn tạ nên nó bỏ bèn chạy dài. Đàn ông thiệt. Trong lúc này, bà Chính Chiều thấy mình hoàn toàn phải. Tất cả mọi lỗi lầm đều do bọn đàn ông. Bà thù ghét, nhất là người chồng đã bỏ đi biệt tâm. Bà nghiến răng ken két. Tao mà gặp nó bây giờ thì nó chết mẹ nó, tao xé xác nó ra cho coi. Bà Chính Chiều lại chép miệng. Nhưng dễ gì túm được nó. Đàn ông mà đã chạy dài thì hết đường đuổi. Bà Chính Chiều cười nhạt, khực khừ chán đời. Đời vậy đó, con hiền ngu, bây giờ mất cả chì lẫn chài. Mày thấy chưa, nó làm rồi là nó trở mặt liền. Nó xúi mẹ xúi chị nó đa đánh tháo. Tao thương mày bởi tại mày ngu dại nên mới bị nó gạt. Mày đâu có hiểu tao, mày thù oán tao. Tao có thương mày nên mới la chửi mày. Thầy Tư Thung ngồi ở bàn gần đó. Thầy ngừng nhậu, đặt đũa xuống ngó bà Chính Chiều. Thầy lấy làm tức cười khi thấy con mẹ ngồi nhậu một mình mà nói trời nói đất. Thầy Tư Thung hỏi một gã đàn em. Này, ba, mày biết con mẹ này là con mẹ nào không? Con mẹ Chính Chiều đó mà thầy. Tao thấy tức cười. Bộ bao giờ nó nhậu nó cũng nói trời nói đất vậy sao? Dạ, con mẹ trời đất lắm thầy ơi. Kêu nó sang đây nhậu cho vui. Kêu làm chi, con mẹ? Thầy kệ. Gã đàn em tên Ba đành phải đứng dậy, sang bàn bên cạnh mời bà Chính Chiều. Thầy Tư mời chị sang nhậu với thầy cho vui. Bà Chính Chiều đang ba qua, liền ngó lên. Ai? Thầy Tư. Tao không biết thầy Tư thầy năm nào hết ráo, tao đang chán đời đây. Gã đàn em khéo léo. Bộ một mình chị chán đời sao? Thầy Tư cũng đang chán đời nên mời chị sang cùng nhậu. Bà Chính Chiều ngó thầy Tư Thung. Cha đó hả? Dạ. Nói với chả sang mời tao, tao mới sang. Gã đàn em bực mình nhưng vẫn nhẫn nhịn. Trời, chị nói vậy. Tao nói vậy đó. Nhưng thầy Tư Thung đã tươi cười đứng dậy sang bàn bà Chính Chiều. Tôi là Tư Thung đây, xin sang mời chị. Bà Chính Chiều nheo mắt nhìn Tư Thung. Chú Tư Thung đó hả? Dạ, tôi. Bà Chính Chiều bỗng vỗ đùi cười. À ha, Tư Thung, qua nhớ rồi. Có phải vợ chồng chú chuyên cho vay tiền đứng không? Gã đàn em Tư Thung đứng gần đó lên tiếng. Nè, chị Chính ăn nói giữ lời nghe. Nhưng thầy Tư Thung không giận, trái lại thầy vui vẻ. Đúng đó chị Chính, bà con lối sớm cả mà. Thế là thầy Tư Thung kéo bà Chính Chiều sang bàn mình nhậu. Thầy hỏi. Tại sao chị lại thích ngồi nhậu một mình? Không phải một mình thì mấy mình.
Tôi chán đời, tôi đâu có chơi với ai. Chị chán đời, nói gì lạ vậy? Ủa, bộ người ta không được quyền chán đời sao? Lính đâu có cấm chán đời. Tư Thung và tên đàn em cười ngất. Thầy Tư Thung tiếp: Tôi cũng chán đời nên nhậu nhẹ hoài. Vậy hả? Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Bà Chính Chiêu quên hết cả buồn phiền, bà ta cười: Mẹ, thầy số nho cả chùm. Thế là bà Chính Chiêu được dịp cười cười nói nói. Bà ta kể hết chuyện nọ chuyện kia, kể chuyện con gái mình bị đời phụ bạc. Nó ngu hết sức đó thầy. Tôi kinh nghiệm tôi biết, biểu nó đâu có thèm nghe lời. Bây giờ thì... Thầy Tư Thung biểu đồng tình: Đợi mà. Mà con gái chị có đẹp không? Bà Chính Chiêu công cớn: Không phải thứ tây thi chiêu quân, chứ cũng ăn đứt những đứa con gái ở khu này à. Thầy Tư Thung ngó tên đàn em dò hỏi. Tên đàn em gật đầu: Chị nói thiệt á thầy, con Hiền nó đẹp có tiếng ở đây ai mà không biết. Bà Chính Chiêu than thở: Tôi tiếc hùi hụi, con tôi không lấy được chồng giàu chồng sang, ít ra cũng cỡ bà bé của ông lớn. Tư Thung hỏi ngang: Bây giờ con nhỏ làm gì? Buôn bán đều đều à. Buôn bán gì? Mía ghim ở bến tàu. Thầy Tư Thung gật gù: À, ra vậy đó. Bỗng nhiên thầy trở nên băn khoăn: Tôi nói vậy coi hơi không phải, nhưng tánh tôi nói thẳng, tôi muốn giúp đỡ bà con lối xóm. Bà Chính Chiêu trở nên lịch sự ngang xương: Dạ, thầy cứ nói. Chị vừa nói con nhỏ gặp tai nạn. Dạ. Thầy Tư Thung cởi mở: Xin chia buồn với chị, nhưng tôi thấy chị là người đàng hoàng nên muốn giúp đỡ. Tôi chắc con gái chị buôn bán cái mửng đó chẳng lời lãi được bao nhiêu. Dạ. Thầy Tư Thung nói một hơi: Không giấu gì chị, nhà tôi khá giả, cũng có xe hơi nhà lầu, không kém chi ai. Vợ tôi thì cứ đẻ đều đều năm một, mà thời buổi này mướn người khó quá. Nếu có thể chị cho con gái chị sang giúp đỡ gia đình tôi được không? Vợ tôi cũng cận ngày sanh, sắp nhỏ ở nhà không ai coi sóc. Dạ, cái điều đó dễ mà thầy. Tôi cần người đàng hoàng, làm ăn sạch sẽ. Gã đàn em chêm thêm một câu: Điều đó thầy khỏi lo, con Hiền coi sạch nước cạn lắm, còn coi bộ hiền lành. Bà Chính Chiêu còn thắc mắc: Vì nếu con Hiền đi làm thì ai sẽ là người cấp tiền cho bà mỗi tối đi uống rượu? Nhưng sự thắc mắc đó được thầy Tư Thung giải tỏa liền: Đừng ngại gì hết trơn, chị cứ cho con nhỏ làm việc với gia đình tôi. Tối nó về nhà mà, tối nào tôi cũng đi nhậu. Chỗ tôi với chị là bà con lối xóm, tối chị cứ ra đây nhậu với tôi cho vui. Bà Chính Chiêu nói lãng: Dạ tôi đâu có ngại ngùng gì, nhất là thầy lại là người đàng hoàng. Cả ba người ngồi ăn nhậu cười vang. Bà Chính Chiêu đêm nay được dịp uống thả vàng. Bà uống một hồi rồi nói nguyên thiên, bao nhiêu buồn phiền hình như vơi hết. Bao nhiêu năm nay, bây giờ bà Chính Chiêu mới biết yêu đời. Bà Chính Chiêu uống rượu whisky, lần đầu tiên bà ta được uống thứ rượu ngon như vậy. Hai Dậu đã vào quán, ngồi ở một chiếc bàn góc phía trong. Tại chỗ này anh ta có thể quan sát kẻ thù thật kỹ. Anh ta ngạc nhiên, tại sao hôm nay Tư Thung lại chịu ngồi ăn nhậu với con mẹ Chính Chiêu, người đàn bà bị cả xóm bờ sông này coi rẻ vì tư cách bê bối. Tư Thung trông càng ngày càng tốt tướng, hắn bệ vệ hách dịch. Thuở hành vi của Tư Thung Hai Dậu còn bé, hắn không được rõ. Nhưng bà con lối xóm kể lại rằng, ngày xưa Tư Thung cũng là một đứa trẻ sống đời đá cá lăn dưa ở khu bờ sông này. Vợ Tư Thung bán đậu phộng rang, hai đứa sống với nhau, ký cớp tiền ăn cắp ăn trộm được đem cho vay lấy lời. Sau này của cải đó nảy nở ra, Tư Thung trở nên có thế lực. Hắn tàn ác với kiểu cho vay đứng, hắn bóc lột con nợ đến hơi thở cuối cùng, cũng như trường hợp cha của Tuyển. Khắp khu bờ sông này hầu hết là con nợ của vợ chồng hắn. Ngày nay vợ chồng hắn có một tiệm cầm đồ lớn ở khu cầu muối. Hai Dậu ngồi quan sát kẻ thù. Bao nhiêu năm nay hắn đã ngồi như vậy, kể từ khi biết uống rượu. Hắn không biết mình sẽ còn ngồi nhìn kẻ thù đến bao giờ, vì mỗi lần Tư Thung đi đâu, hắn đều mang theo ít nhất một thằng đàn em, mà tên nào cũng thuộc loại anh chị bự, võ nghệ cao cường. Hai Dậu chán nản,
Hắn sờ vào chui dao, con dao vẫn nằm nguyên trong cặp quần, chưa lần nào hắn được dịp sử dụng đến. Hai Dậu nghĩ bụng, mình sẽ giết người, nhưng chỉ giết một người là Tư Thung mà thôi. Hai Dậu loáng thoáng nghe thấy Tư Thung và bà Chính Chiêu nói đến tên Hiền. Hắn lắng nghe, nhưng quán ồn ào quá nên nghe tiếng được tiếng mất. Cuối cùng hắn cũng hiểu đại khái là Tư Thung tính mướn Hiền về nhà làm người ở. Bà Chính Chiêu lấy làm hỉ hả lắm. Hai Dậu nghĩ đến Tuyển, thằng em của mình. Hắn bây giờ ra sao? Hai Dậu nghĩ đến lời hứa hẹn của mình với em khi hắn đi. Hai Dậu sẽ nói lại với con Hiền. Tội nghiệp chúng nó thương nhau, chỉ vì mấy người đàn bà nên mới có chuyện rẻ thúy chia loan. Tư Thung càng uống rượu, mặt hắn càng đỏ hồng. Nhìn tên đàn ông đó, bỗng nhiên Hai Dậu lo lắng cho Hiền. Gã này từng nổi tiếng phá hoại nhiều đời con gái. Hai Dậu nghĩ ngay đến chuyện Tư Thung mượn Hiền chắc không ngoài mục đích đó. Bà Chính Chiêu uống đã đời, thấy Tư Thung thân mật vỗ vai bà ta. Vậy hôm nào chị cho con gái chị sang giúp tôi, để tôi về biểu nó. Con nhỏ nhà tôi cứng đầu cứng cổ lắm, Tư Thung đề nghị. Tôi nói dứt dạc là nuôi cơm nó, nuôi cơm luôn cả chị nữa. Mỗi tháng tôi còn trả cho nó 1.000 tiền công. Chị nên hiểu cho, không phải ai tôi cũng mướn với giá đó. Dạ. Thầy Tư Thung móc cái bóp to tổ bố ra, lấy tờ giấy 200 mới toanh đưa cho bà Chính Chiêu. Chị cầm lấy, tôi đặt cọc đó. Bà Chính Chiêu nhìn thấy tờ giấy 200 thì ham, nhưng vẫn làm bộ khách sáo. Thầy đưa giấy có thì sao tiện? Thầy Tư Thung cứ dúi tiền vào tay bà Chính Chiêu. Thì chị cứ cầm lấy, lỡ ra con tôi nó làm mình làm mấy không chịu, lúc đó chị trả lại tôi sao? Bà Chính Chiêu nghĩ bụng, sức mấy mà mình trả lại được. Tốt hơn hết là bà nên về ép Hiền nhận lời đi làm. Bà cười. Dạ xin thầy, tôi cam đoan mà. Gã đàn em Tư Thung chêm vào. Con chỉ có phước lắm mới được làm với thầy Tư đó. Bà Chính Chiêu đã bốc. Bà ta phụ họa ca tụng vợ chồng Tư Thung đủ điều. Bà ra khỏi quán với vẻ mặt hớn hở. Hai Dậu lắc đầu. Thế là rồi đời con Hiền. Hai Dậu tự nghĩ, mình phải làm gì chứ? Không lẽ chịu trận để nhìn con Hiền rơi xuống vực thẳm sao? Nghĩ vậy anh ta liền ra khỏi quán. Tư Thung đã sai bí tỉ, hắn không còn cần giữ gìn gì hết. Hắn hỏi tên đàn em. Con nhỏ đẹp thiệt không mày? Gã đàn em tặc lưỡi phát một cử chỉ bâng quơ trong không khí. Mẹ, tôi không biết phải tả làm sao. Nhưng có điều anh nhớ giùm tôi là chưa bao giờ tôi tìm cái củi ôi củi thối đưa cho anh. Tư Thung tâm sự. Con vợ tao cái bụng bằng cái chum, không nước non gì hết. Nếu mướn được con nhỏ này thì vừa dịp à. Nhưng không biết nó có dễ dàng không. Ăn thua ở mình chứ anh. Anh từng có tiếng điệu nghệ một cây mà. Tư Thung cười khà khà. Tao phải xài củi dư ấy mà tốt đáo để. Thứ đó mới giữ thần đó anh. Tên đàn em cười lớn. Tư Thung vỗ vai đàn em bờm bợp, cười ngặt nghẽo. Họ bắt đầu nói bậy về con gái, nói không cần giữ gìn. Hai Dậu ra bờ sông, anh ta để ý tìm Hiền. Anh ta tìm không khó. Hai Dậu tới bên Hiền. Hiền. Hiền nhìn anh ta hỏi sẵn một câu. Gì đó? Hai Dậu ngần ngại một lát rồi mới ngập ngừng nói. Tôi có chuyện riêng cần nói với em. Hiền cười nhạt lắc đầu. Không có chuyện gì là chuyện riêng hết. Không, chuyện này quan trọng lắm. Hiền nhìn trước nhìn sau. Anh đi chỗ khác. Tôi đã bị cả nhà anh đánh vì em trai anh. Bây giờ anh muốn để tôi tan xác nữa sao? Hai Dậu năn nỉ. Kìa Hiền, sao em lại nói vậy? Em hết thương Tuyển rồi sao? Hiền nhìn Hai Dậu, nàng buồn bã cúi xuống. Anh đi đi, tôi sợ lắm. Anh không thấy mấy đứa bạn tôi đang ngó kia sao? Kệ chúng nó, tôi muốn nói chuyện riêng với em. Hiền bực bội gắt lên. Không có chuyện gì là chuyện riêng hết. Hai Dậu vẫn nhẫn nại. Chuyện xảy ra hôm vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm, mình nên bỏ qua. Tội nghiệp thằng Tuyển. Nghĩ đến người yêu, Hiền cũng thấy lòng mình nao nao. Nhưng nghĩ đến trận đòn của chị Hai Đoan, đến sự nhục nhã hôm vừa rồi, Hiền lại nóng mặt lên. Tôi không muốn ai nhắc đến chuyện đó hết á. Tôi đã quên rồi. Còn Tuyển? Hiền mím môi. Tốt hơn anh đừng nhắc tới. Hiền không còn nghĩ đến Tuyển nữa sao? Hiền rất khó chịu vì những câu vặn hỏi của Hai Dậu. Mặc dầu còn thương Tuyển, nhưng nàng không muốn nói đến chuyện lâu thôi,
Nàng cương quyết lắc đầu: không còn gì hết. Dứt lời, Hiền quay lưng đi, mặc cho hai dậu gọi theo. Nàng cúi gầm mặt bước tới. Nàng có cảm tưởng người mình nhẹ hững. Nàng chớp mắt, nàng thấy ánh đèn đường nhòe nhoẹt. Đêm đã khuya, Hiền đã bán hết hàng. Nàng cắp cái mẹt đi lang thang trên đường bờ sông. Những con đường này Hiền và người yêu đã từng đi qua. Tuyển đã bạo dạn nắm lấy tay nàng ở đây. Chàng đã ngỏ tình. Người con trai đó Hiền làm sao có thể quên được. Nàng ngồi xuống vỉa hè. Con đường về khuya vắng vẻ. Hiền ngửa mặt nhìn lên hàng cây cao. Trên đó có những vì sao thấp thoáng, những ngôi sao cô đơn giữa bầu trời đêm. Tự nhiên Hiền nghĩ đến người yêu. Bây giờ anh đã làm gì hỡi anh? Hiền không ngăn nổi nước mắt mình. Nàng gục đầu xuống hai cánh tay khóc nức nở. Nàng gọi tên người yêu: anh Tuyển ơi. Hiền nức nở khóc. Và một lát sau, khi nước mắt đã cạn, nàng thấy vơi bớt nỗi sầu. Nàng đứng dậy uể oải đi về nhà. Con đường bờ sông lúc này chỉ còn những cặp nhân tình ngồi quay mặt ra lòng sông đen. Bên kia là Thủ Thiêm, một con đò dọc nào đó trôi trên sông. Hiền nghe tiếng mái chèo bì bõm. Hiền chán nản, nàng tự nhủ mình chẳng còn gì nữa. Nàng đi qua những vũng lội trong đường hẻm. Nàng về tới nhà, mẹ nàng đã ngủ say. Nhìn mẹ, Hiền càng thêm chán nản. Nàng leo lên giường nằm. Nàng ngửi thấy mùi rượu nặc nồng xông lên. Hiền trở mình trằn trọc mãi mới ngủ được. Buổi sáng khi Hiền tỉnh dậy, đã thấy mẹ nàng ngồi ở đầu giường. Bà nở một nụ cười khi thấy Hiền thức giấc. Đêm qua mày đi đâu mà về muộn thế con? Hiền ngạc nhiên khi thấy mẹ có lời lẽ âu yếm với mình. Nàng thấy mệt mỏi kỳ lạ. Nàng nằm nguyên không trở dậy. Bà Chính Chiều lay vai nàng: dậy con. Dậy làm chi, còn sớm mà. Dậy đi ăn hủ tiếu uống cà phê. Hiền linh cảm thấy mẹ muốn có một điều gì nói với nàng. Dĩ nhiên là có một điều có lợi cho bà. Tôi không đi. Bà Chính Chiều nhẫn nại: tao mời mày chứ tao có bắt mày bao đâu. Tao muốn bàn đến một câu chuyện có lợi cho mày. Hiền ngạc nhiên. Tại sao hôm nay mẹ nàng lại có tiền và lại đối xử với nàng tử tế như vậy? Nhưng nàng vẫn nói: có chuyện gì má cứ nói đi. Bà Chính Chiều hơi bực mình vì sự làm cao của con gái. Bà bèn văn tục một câu: mẹ, bây giờ mày lối với tao phải không? Tao cho mày đi ăn mày cũng không thèm đi phải không? Hiền đành ngồi dậy. Đi thì đi, nhưng mà nói ít thôi nghe. Tôi còn nhiều công chuyện. Thì tao cũng phải nói cho đủ chứ, nói ít làm sao được. Tôi muốn má nói vắn tắt. Hiền ra sau nhà rửa mặt. Nàng phân vân hoài về thái độ của mẹ. Nàng tặc lưỡi, thì mình cứ đi xem bà nói gì. Nếu phải thì nàng nghe, quấy thì nàng có quyền từ chối kia mà. Bà Chính Chiều cằn nhằn về Hiền sửa soạn lâu. Bà đưa Hiền ra quán cà phê. Lâu lắm hôm nay nàng mới đi chung với mẹ. Từ lâu nàng vẫn nghĩ mẹ nàng bây giờ không còn xài được nữa. Suốt ngày bà be bét say sưa, mang tai mang tiếng với lối xóm. Tất nhiên tất cả mọi người đều nhìn bà bằng cặp mắt khi rẻ. Hôm nay bà lại muốn nói chuyện có vẻ làm ăn với Hiền, khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Bà Chính Chiều hỏi Hiền: mẹ ăn gì? Hiền trả lời buông thả: cái gì cũng được. À, tôi ăn hủ tiếu. Thôi, ăn hủ tiếu mì đi. Hiền gật đầu. Bà Chính Chiều còn kêu cho Hiền một ly cà phê sữa. Bà cũng ăn như con gái. Bà không quên nói với con gái: hôm nay tao không uống rượu, tao phải tỉnh táo mới nói chuyện đàng hoàng với mày mới được. Chuyện gì má nói gấp đi? Thì để thủng thẳng nào, mày đi đâu mà gấp quá vậy? Bà Chính Chiều khề khà một hồi rồi mới nhập đề: mày có biết thầy Tư Thung không? Hiền nhíu mày. Thằng cha Tư Thung cho gia tiền đứng ấy hả? Bà Chính Chiều mắng ác đi: mày chỉ nói bậy, ai mày cũng kêu là thằng cha. Chứ gì nữa, mấy đứa hút máu hút mũ người đó mà thầy với cô cái mẹ gì? Bà Chính Chiều nổi sùng: mày ăn nói hoài cái mửng đó có ngày người ta đập bể mặt mày ra. Hiền nghĩ mình nên nhịn mẹ một lần cũng chẳng thiệt thòi gì. Nàng hỏi: chuyện gì má nói đi, cái gì mà lại dính líu cả thầy Tư Thung vô đó? Bà Chính Chiều cũng nghĩ nên hòa quản với con gái hơn là gây toán lên với nó. Rồi câu chuyện bà muốn nói sẽ không có dịp nói nữa. Bà chậm rãi nói: thầy Tư Thung tuy vậy cũng là người tốt. Hôm qua thầy có gặp tao và nói chuyện với tao. Hiền hoang mang,
Nàng không biết mẹ muốn nói gì, nàng hỏi tới: "Chuyện gì đó má?" Bà Chính Chiều kể vắn tắt cho Hiền nghe về đề nghị của Tư Thung. Nàng ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nàng hỏi mẹ: "Má trả lời sao với người ta?" "Tao chưa trả lời chi hết, tao biểu phải về hỏi ý kiến mày." Hiền thoáng ngần ngại. "Tôi nghe nói cha này không được đàng hoàng." Bà Chính Chiều gắt lên: "Mày chỉ nghe nói bậy bạ, mày còn lạ gì cái lỗ miệng thiên hạ? Mình đi làm công chứ là bộ làm gì đâu mà mày..." Bà Chính Chiều bỏ lửng câu nói, bà ngó con gái đăm đăm: "Tao nghĩ mày nên nhận lời làm. Người ta nuôi cơm mình lại trả công hậu, tội gì mà không làm. Tao thấy mày đi bán hàng tối ngày mà đâu có được bao lâm, lại cực nhọc cái thân nữa. Bọn con trai thấy mày có sắc đẹp chọc phá mày mất công." Hiền thấy mẹ nói cũng hợp lý, nhưng nàng còn hỏi: "Tại sao người ta không mướn người khác, lại cứ phải tôi? Mày ngu quá, mày không biết gì hết. Sở dĩ người ta mướn mày vì mày sạch nước hơn những đứa khác. Người ta giàu người ta cũng cần đẹp mặt, giàu là ở kẻ ăn người ở. Công việc mày đâu có gì, trông vài đứa trẻ." Hiền nghe xui xui tai, nàng nói: "Má để tôi suy nghĩ lại đã." Bà Chính Chiều gắt lên: "Còn suy nghĩ gì nữa? Mày thấy còn chỗ nào ngon lành hơn không?" Hiền thú thật về hoài giọng của mình: "Má à, tôi tính học nghề uống tóc. Ai cho mày học?" "Tôi có quen một chị làm ở tiệm uống tóc, chị nói có thể giới thiệu được tôi." Bà Chính Chiều lấy làm bất mãn, bà gạt phăng đi: "Mày ngu lắm, học nghề mày đâu có tiền lương. Giả lại học nghề đó mày phải chữ nghĩa chút đỉnh, còn nói tiếng Tây tiếng Tàu chứ bộ. Mà mày thì tao thấy đâu có mấy sức." "Không mà má, uống cái tóc đâu có cần phải biết tới tiếng Tây tiếng Tàu." Bà Chính Chiều nói lý: "Giả dụ bây giờ đậm vô uống tóc, nói biểu mày uống kiểu này mày lại uống kiểu khác, thì có chết mẹ mày luôn không? Chủ nó tống cổ ra như con chó. Đằng này mày làm việc ở nhà người ta phay phay, lại tiền nhiều." Hiền phụng phịu: "Tôi vẫn khoái học nghề đó." Bà Chính Chiều nổi nóng: "Mẹ, mai mà hôm nay tao không nhậu lai ra vô ba sợi à, chứ không thì mày chết mẹ rồi. Tao đã bày hết lẽ phải trái mà mày còn cố cãi. Trứng cứ đòi khôn hơn gà thì khôn làm sao nổi. Tại tao nuông chiều mày quá nên bây giờ tao không dạy nổi à. Mày thấy không, tao bày toàn điều lợi cho mày, chứ có điều gì bậy bạ thiệt thòi cho mày đâu." "Ừ, khi tao sai tao nói mày không nghe đã đành. Hôm nay tao tỉnh mà mày. Tao sáng suốt như ông thần chứ bộ, việc đời tao từng trải." Bà Chính Chiều mắng con gái một hơi một hồi, bà chêm thêm một câu: "Tao nói 100 điều, nếu có sai thì cùng lắm là 99 điều, ít ra cũng có một điều phải." Hiền bị mẹ tấn công tới tấp, nàng xui luôn: "Tùy má đó." "Tùy là làm sao? Người ta đâu có mướn tao, người ta mướn mày kia mà. Sao mày không trả lời dứt dạc cho tao nhờ, để tao còn nói lại với người ta. Chỗ người lớn nói chuyện với nhau chứ có phải con nít đâu." Hiền thấy mẹ nói mình quá, nàng bực mình xui luôn: "Tôi nhận lời." Bà Chính Chiều tươi ngay nét mặt: "Ừ, có vậy chứ, ít ra mày cũng biết điều phải điều trái." Hiền uống nốt hớp cà phê đứng dậy: "Tôi đi đây, má biểu cho người ta đầu tháng tới làm. Hôm nay tới đầu tháng chỉ còn mấy hôm nữa thôi." Bà Chính Chiều móc tờ giấy 200 mới toanh ra trả tiền. Hiền ngạc nhiên hỏi: "Tiền ở đâu đó má?" Bà Chính Chiều cười: "Thầy Tư Thung đưa trước cho tao." Hiền lắc đầu: "Hàng chi?" Nàng quay lưng đi thẳng một mạch. Chương 5. Từ ngày vợ chồng Tư Thung làm ăn mát mặt ra đến giờ, nếp sống của họ thay đổi hẳn. Trong nhà luôn luôn có hai chiếc xe hơi, một chiếc của chồng, một chiếc của vợ. Tư Thung suốt ngày lái xe ra chợ cũ, ngồi la cà ở mấy quán cà phê bắt áp phe. Chị vợ thì lên tiệm cầm đồ để mắt qua công việc buôn bán. Tư Thung thường nói với vợ: "Anh đâu có về mình có ngày hôm nay." "Ừ, cũng nhờ phước trời Phật. Bởi vậy ngày rằm mồng một nào em cũng phải có mặt trên chùa để cúng dường tam bảo." Chị vợ Tư Thung đã cúng dường không biết bao nhiêu tiền vào việc đúc chuông, xây chùa. Nay một cân nho, mai một cân táo lên biếu các thầy. Nhưng những con nợ của chị vẫn là những nạn nhân khốn khổ nhất. Khi vợ Tư Thung thức giấc thì trời đã sáng rõ. Chồng chị đã lấy xe hơi ra đi. Lũ con đã đi học cả, chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà do Hiền coi. Chị ta lên tiếng gọi: "Con Hiền đâu?"
Hiền đang ngồi đút bột cho đứa nhỏ nhất ăn, vội bế cả hai đứa chạy lên lầu. Dạ, bà chủ kêu em. Chị Tư Thùng cao có hỏi. Thầy đâu rồi? Dạ, thưa thầy mới đi khỏi. Còn mấy đứa nhỏ? Dạ, đi học hết. Hôm nay thứ mấy mà đi học? Thưa, thứ năm. Tao cứ ngỡ là chủ nhật chứ. Chị Tư Thùng ngồi thòng chân xuống giường, xoa cái bụng chữa tròn do. Tao mệt quá à, xuống lầu ngại hết sức. Mày xuống bê một thao nước lên đây cho tao rửa mặt. Hiền đã làm việc với vợ chồng Tư Thùng ngót một tháng nay. Cuộc sống của nàng thật bình thản, hầu như không có gì nặng nhọc ngoài việc trông mấy đứa trẻ và sai bảo lặt vặt. Vợ Tư Thùng chỉ nghiệt ngã với những con nợ. Chị ta đối với Hiền cũng tử tế. Đôi khi Hiền thấy bà chủ mình hợm của lớn lối, nhưng đối với Hiền nàng không muốn để ý đến. Hiền tự nhủ, mặc kệ họ, mình là người làm công, hơi sức đâu để ý đến những chuyện đó. Hiền đứng soi mặt vào chậu thao nước vừa múc đầy. Hiền nhận thấy mình mát da mát thịt ra, sau khi không còn phải buôn bán lam lũ nữa. Nàng cũng nguôi ngoai nỗi buồn vì tình duyên trắc trở với Tuyển. Tiếng bà chủ trên lầu lại kêu. Hiền ơi, sao lâu quá vậy? Hiền vội vàng dạ lớn một tiếng rồi bê chậu thao nước lên lầu. Vợ Tư Thùng rửa mặt xong, ngồi trước bàn trang điểm sửa soạn. Hiền tò mò ngắm bà chủ của mình. Nàng thấy bà ta chẳng đẹp tí nào. Nàng chỉ hiểu lờ mờ về dĩ vãng của chủ mình. Bà chủ nói. Chắc tao sắp sanh, hôm nay tao phải đi thăm bác sĩ. Hiền dạ nhỏ. Bà chủ tiếp. Mày đi luôn với tao. Còn các em, cho chúng nó đi theo. Mày xuống nhà biểu tài xế. Hiền quay lại chạy xuống nhà. Anh tài xế đi uống cà phê, nàng phải ra quán tìm. Thấy mặt Hiền, anh ta chớt nhã liền. Đi đâu đó em cưng? Hiền lườm anh ta. Đừng có nham nhở, bà chủ kêu anh đó. Anh ta bạo dạn nắm lấy tay Hiền. Ngồi uống cà phê còn sớm mà. Hiền dùng ra. Anh này kỳ không, bà chủ nhờ đó. Anh tài xế cười nham nhở, buông tay Hiền ra. Em về trước đi, anh về liền mà. Mới đi uống cà phê chút xíu mà đã tìm kiếm rồi. Anh có mèo mỡ chi đâu em. Hiền bực mình dùng dần đi về. Đám đàn ông trong quán cười rộ lên. Một người hỏi. Nhà Tư Thung mướn được con nhỏ này ở đâu? Coi ngộ quá hen. Con gái mẹ Chính Chiêu đó mà. Con mẹ Chính Chiêu quẻ quy lát tối ngày đó phải không? Mẹ chứ ai. Người đàn ông chặt chặt lưỡi. Cha, con mẹ coi vậy mà đẻ được đứa con gái coi cũng sạch nước cản à. Bọn đàn ông mới đầu còn bàn tán tử tế, sau bắt đầu đấu nhảm. Chắc không thoát khỏi tay thằng Tư Thung đâu. Gã tài xế trả lời ngang. Chưa đâu, nhưng rồi trước sau gì con nhỏ này cũng bị cha Tư Thung. Còn chờ con vợ nó đi nằm nhà báo sanh, bây giờ thì im rơ bà rờ. Một người khác nheo mắt. Mày kiếm cách làm trước đi. Gã tài xế ưỡn ngực làm bảnh. Thì tao đang tính đây. Tính, tính, lúc đó lại trơ mắt ếch ra. Con nhỏ này coi bộ đổng đảnh dữ à. Tao rủ nó đi coi cải lương mấy lần mà chưa được. Gã tài xế ngồi tào lao một hồi rồi mới đụng đỉnh ra về. Tới cửa gã đã thấy bà chủ, Hiền và mấy đứa nhỏ đứng chờ. Chị Tư Thùng gắt lên. Uống cà phê chi mà lâu quá vậy? Mỗi ngày chỉ có việc đưa tôi đi mấy lần mà cũng không xong. Gã tài xế nín khe. Hiền nháy mắt chế nhạo, gã ức trong bụng. Con nhỏ này ngạo mình à, mày sẽ biết tay tao. Bà chủ và hai đứa nhỏ ngồi băng sau xe. Hiền ngồi trước, bà chủ nói vói lên. Anh cho tôi tới nhà bác sĩ Thuận. Gã tài xế lái xe chậm chậm. Hắn liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Bà chủ hắn ngồi nhìn qua cửa sổ xe hơi. Gã nhìn sang bên cạnh, Hiền cũng nhìn du dơ đâu đó. Đôi chân nàng duỗi song song, suông ruột trong một màu quần đen bóng nhảy. Một ý tưởng đểu giả thoáng hiện trong đầu gã. Mắt gã chăm chú nhìn về phía trước, bàn tay đặt lên cần số. Hắn sang số xe. Bỗng nhiên Hiền giật nảy mình. Nàng đập đến bóp một cái vào tay gã. Bà chủ ngồi sau giật nảy mình hỏi. Gì đó? Hiền gượng trả lời. Không. Vậy mà làm tao hết hồn à. Hiền lườm xéo gã. Nàng muốn chửi cho hắn một câu, nhưng sợ bà chủ nên lại thôi. Lần này nàng ngồi một cách thận trọng hơn. Gã tài xế tủm tỉm cười. Tới bệnh viện, bà chủ xuống xe vào phòng thăm thai. Hiền dắt hai đứa nhỏ vào theo, nhưng bà chủ đã bảo nàng. Mày đưa hai em ra vườn chơi, lát nữa tao ra. Hai đứa nhỏ chạy tung tăng trong vườn.
Hiền xuống một cái ghế đá. Gã tài xế cũng mon men đi vào. Hắn tủm tỉm cười tới bên Hiền tán tỉnh. Em hai ơi, Hiền hứ một tiếng, anh còn lộn xộn có ngày tôi đập bể mặt anh ra đó. Gã tài xế ghé đít ngồi ngay xuống cạnh Hiền. Làm chi mà khó vậy? Em có biết anh hằng đêm mơ tưởng đến em không? Hôm nay anh đánh bạo giải tỏa cái nỗi lòng. Gã tài xế tán như một anh kép độc cải lương. Gã có vẻ đắc ý về lối tán tỉnh bay bướm của mình. Hắn nhìn Hiền dò xét xem nàng có cảm động không. Miệng Hiền chầu bầu ra. Anh coi chừng. Trời ơi, em không lòng nào để ý đến anh sao? Em có biết rằng nhiều đêm anh ngủ không đặng vì hình ảnh diễm kiều của em lởn vởn trong tâm tưởng anh không? Gã tài xế chỉ còn thiếu điều ca vọng cổ. Anh ta chúm chím cười hoài, đôi mắt cố làm ra vẻ tình tứ si dại. Hiền ngán hắn làm ẩu nên phải ôm đứa nhỏ vào lòng. Đứa nhỏ giãy lên. Chị Hiền cho em đi chơi. Nhưng Hiền cứ giữ chặt lấy. Gã tài xế được thể ngồi thụp xuống, gỡ đứa nhỏ ra khỏi tay Hiền. Cho nó đi chơi, ôm nó khư khư làm chi vậy? Hiền đẩy hắn ra. Công việc này không phải của anh đi chỗ khác đi. Đứa nhỏ bị giằng co trong tay Hiền và gã tài xế, khóc ré lên. Hiền phải bồng nó dậy. Hai tay gã tài xế không chịu cứ để nguyên. Hiền quát mắt. Tôi la à? Em la đi, em mới la mã tà tới hốt anh đi. Anh nhất định hy sinh vì tình, mối tình chung thủy, không bao giờ phai tàn trong con tim khô héo này. Một con tim mang hình ảnh cành vàng lá ngọc của em. Hiền không còn chửi bới hắn nữa, nàng hầm hừ. Anh nói nghe lãng nhách à? Em cứ chê, cứ chửi anh đi, nhưng em hãy nhớ cho anh một điều là anh yêu em. Ngày đêm anh ước ao được sống với em dưới một túp lều tranh với hai quả tim vàng. Hiền tuy bực mình, cũng thầm khen gã này tán tỉnh coi bộ bùi tai. Không biết gã học được những lời bay bướm này ở đâu. Vừa lúc đó vợ Tư Thung trở ra. Chị ta la lối ôm sòm vì Hiền để hai đứa nhỏ nghịch đất. Hiền tức quất người khi nghe bà chủ chửi xiên chửi sẹo. Các người đi đâu cũng có đôi có cặp, có lần mãi tán nhau để xe cán chết con tôi. Hiền lườm gã tài xế. Từ nay xin gian tôi ra. Chương 6. Tư Thung nói với đàn em của mình. Vợ tao đi đẻ rồi, bây giờ làm cách nào giữ được con nhỏ ở lại ban đêm? Tám Thạch cười nhe hàm răng lợi sắm. Sao anh không biểu nó lại con mấy đứa nhỏ? Đâu được, vợ tao khôn vàng trời à. Nó kêu một bà già nào đó từ dưới quê lên coi nhà, rồi nó dẫn cho con Hiền về. Giả lại con Hiền còn mẹ. Tám Thạch suy nghĩ. Anh không còn cách nào sao? Tao chịu. Tám Thạch cười khà khà. Nếu đàn anh cho tụi này một chầu, tụi này sẽ tính thiệt đẹp. Chú tính sao? Dạ, tính đẹp cho anh sẽ được con nhỏ. Chú làm sao thì làm, nhưng để vợ tao biết thì thấy mẹ đó. Đàn anh yên chí mà. Nói xong gã thì thào bàn tán với Tư Thung. Tư Thung đăm chiêu. Kế của chú mày thấy ghê quá, có cách nào khác không? Tám Thạch cười khà khà. Anh yên chí, có vậy mới đẹp. Nếu không anh chẳng bao giờ chiếm nổi con nhỏ. Tư Thung đặt chiếc ly đến cộp xuống bàn. Được, chú làm cho khéo, không thì thấy mẹ cả lũ. Không sao đâu, anh cứ tin tôi đi, tôi sẽ làm liền bây giờ. Nói xong Tám Thạch đứng dậy. Anh ngồi đây chờ tôi nha. Tám Thạch đi khỏi. Còn lại một mình Tư Thung ngồi ở bàn. Hắn chống tay lên cầm suy nghĩ. Nhưng hình ảnh của con Hiền lấn át tất cả những điều suy nghĩ khác của hắn. Hắn nghĩ bụng, chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc sau khi đã mất bao nhiêu công khó nhọc. Hắn buông thả. Thấy kệ, mình đâu phải làm gì, mình chỉ ngồi chờ kết quả. Một lát sau Tư Thung thấy Tám Thạch đưa mẹ Chính Chiêu vào trong quán. Tư Thung vui vẻ mời. À, chị Chính, ngồi đây nhậu cho vui. Bà Chính Chiêu vui vẻ ngồi xuống đối diện với Tư Thung. Tôi uống của thầy hoài hà, coi bất tiện quá. Có gì mà bất tiện, chỗ chị em mà chị. Bà Chính Chiêu nói vậy nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Tám Thạch đưa chai whisky ra. Anh Tư biểu tôi về lấy chai whisky này, tụi mình phải đánh đổ hết đêm nay. Tư Thung rót rượu ra ly, kêu thêm đồ nhậu. Bà Chính Chiêu mới đầu còn giữ lễ, nhưng sau cứ ăn uống ào ào, nói năng bừa bãi. Thầy Tư biết không, cái con mẹ sáu họ cạnh nhà tôi thiệt là người không ra gì. Nó xui con, nó quyến rũ con Hiền nhà tôi, rồi con mẹ con nhà nó đã còn đánh mẹ con tôi. Tư Thung hỏi tới.
Sáu họ là con mẹ nào vậy chị? Chắc thầy không biết đâu, con mẹ chê hết nổi à. Có một mày con à, một đứa đi lính nên làm phách lắm, bà con lối xóm đâu có ai ưa. Tư Thùng làm bộ nổi nóng. Mẹ, con nó đi lính thì mặc cha nó chứ. Đi lính là để bảo vệ dân chứ đâu phải để đi ăn hiếp dân. Thời đại này dân chủ mà chị. Tấm Thạch chêm vào. Mẹ nó, chị chỉ con mẹ đó cho tôi bào láng cho coi. Bộ không còn luật lệ sao? Tấm Thạch ba qua nói trời nói đất. Bà Chính Chiêu bắt đầu ngấm men rượu. Bà uống từ từ. Nửa đêm bọn đàn em Tư Thùng đưa bà về nhà. Tới bờ sông một tên trong bọn hỏi. Hành động được chưa? Rồi. Một bàn tay đẩy bà té lăn tòm xuống sông. Bọn họ đứng nhìn cho tới khi bà Chính Chiêu chìm nghiễm xong rồi mới về. Xong rồi. Amen, chúc củ ngon lành. Hết tập 5. Còn tiếp.